Rồi chào anh em nha, chiều nay mình lên cho anh em bộ bình xăng con bộ e xin tháo xe kho Honda Sơn là điện Nhật về nha. Bộ này của kích tâm 90 nha anh em. Đó, bình xin tháo xe kho là điện Nhật về. Bình này còn tương đối đẹp, zin chưa sử dụng Việt Nam nha. Thì bộ này nói chung là còn tương đối đẹp, mình bán thì cho anh em giá hợp lý thôi, chỉ 1,6 triệu cho full bộ bình xăng con co boe của kích tâm 90 nha. Đó, bình bao đẹp, à ở dưới còn 7 màu luôn. Đó, màu da còn rất là đẹp luôn. Bộ này mình bán 1,6 triệu thôi nha anh em, sử dụng được cho kích tâm 70-90 rồi nè. Đó, quay cận cảnh cho anh em xem. Cái ga đẹp long lanh không tì vết luôn nha anh em. Full bình xăng con Boe lưỡi trâu luôn. Bộ này mình bán 9,6 triệu thôi. Nói chung là đầu zin tháo xe tùy tình trạng, tùy bình cũng như tùy vào cái chất độ thì mình sẽ có cái mức giá khác nhau. Nên anh em thấy cái bộ nào mình phù hợp với túi tiền vào khả năng của mình thì mình cứ đến với nhau thôi nha anh em. Đó, chứ nó không có nhất thiết là phải giá bao nhiêu đó nhất định, đầu zin tháo xe nói vậy. Tháo khóa ga cho anh em xem. Cháy ga đẹp long lanh không tì vết nha. Nguyên zin. Đó. Rồi. Cả bộ này mình bán luôn bình xăng con Coe luôn, chỉ có 1,7 triệu thôi nha. Cho bộ này. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. 0933996332 ha.